Ta sang bài 5.2 là khai triển heavy sai. À tại sao chúng ta có cái bài khai triển heavy sai này? Thì thực chất là cái việc biến đổi giữa hàm ảnh và hàm gốc là nếu đúng ra, tính ra ta phải tính tích phân rất là vất vả. Tuy nhiên chúng ta đã có cái bảng ảnh gốc rồi. Bảng ảnh gốc đó thì chúng ta cứ chuyển về cái dạng cơ bản đó thì chúng ta sẽ đối chiếu và ta chuyển sang luôn. Đó, từ ảnh sang gốc và từ gốc sang ảnh. Ở đây cái mục đích heavy sai để chúng ta biến đổi một cái hàm ảnh một cái hàm ảnh phức tạp về cái cái uh, hàm ảnh mà có trong cái bảng ảnh gốc để ta chuyển đổi sang hàm gì hàm thời gian tức là chuyển về hàng gốc Đấy. nó lên đơn giản vậy thì đây chúng ta sinh ra cái phần là khai triển Heaviside sai để người ta gọi là phân tích để phân tích một cái hàm một cái hàm ảnh để về cái hàm ảnh đơn giản đó thế thì chúng ta sẽ uh, nghiên cứu cái khai triển Heaviside sai như thế nào đó cái một nhỏ là nội dung của phương pháp khai triển Heaviside. Thì Người ta mục đích của nó là phân tích một cái hàm ảnh phức tạp thành tổng các hàm ảnh có trong bảng hình gốc và từ đó dễ dàng tìm được hàm gốc đó, Mục đích của nó như vậy Đây ví dụ như trong trường hợp này giả sử một cái cái hàm ảnh là có FP là bằng 5P cộng với 13 chia P bình cộng 5P cộng với 6 Thế thì lúc này chúng ta muốn chuyển về cái dạng À, hàm tổng các hàm ảnh đơn giản đúng không hoặc ảnh đơn giản mà có trong cái bảng ảnh gốc đó thì chúng ta sẽ tách ra như này đó tách ra là thành gì hai trên p cộng 3 cộng với 3 trên p cộng với 2 thế thì bây giờ à, chúng ta đặt câu hỏi là cái số 2 này này và cái số 3 này đó đương nhiên cái thằng này nó là nghiệm dưới mẫu rồi đó nghiệm dưới mẫu rồi đó. p cộng 2 p cộng 3 rồi đúng chưa đó thế thì chúng ta thấy là cái số 2, số 3 này chúng ta sẽ tìm ở đâu ra và làm thế nào ta tìm được. Đó. Thế ngày xưa chúng ta học phổ thông ấy, học phổ thông cái này chính là cái phương pháp mà tính tích phân ấy. Đó, người ta cũng có hướng dẫn chúng ta có cách gì, cái tách nó ra, à tách nó ra. Tuy nhiên là phổ thông thì người ta sẽ gì cân bằng hệ số bất định để ta tìm được cái số 2, và số 3 này. Đó. nhưng mà bây giờ thì thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp hay là khai triển sai nội dung của cái cái phương pháp. Khai sai để chúng ta tìm làm nào tìm được con số 2 này con số 3 này bằng cái phương pháp tổng quát họ nó có một cái cách tổng quát chúng ta tìm Đó. chứ không phải là là chúng ta tìm giống như là ở phổ thông chúng ta tìm nó Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta làm nào tìm ba thì chúng ta sẽ đi vào cái cái uh, nội dung của cái phương pháp tức là cái khai triển như thế nào họ và đương nhiên lúc này chúng ta sẽ từ cái bảng hình gốc chúng ta có rồi thằng này có sẵn rồi đúng không Đấy, thì chúng ta sẽ bằng 1t là 1t này nhân với 2 2 này số rồi em mũ chữ 3t cộng 13 nhân em mũi 2t thì hôm nay tra bảng hình gốc ta sẽ có thằng này thôi đúng không tra bảng hình gốc Đấy, chúng ta sẽ có ok ta phần 2 là cách khai triển ảnh heavy sai Đấy, mục đích chúng ta của cái khai triển heavy sai là chúng ta sẽ làm cái phần này t À, chúng ta khai triển thì chúng ta sẽ có ba cái trường hợp trường thứ nhất là cái thằng F2P là bằng không chỉ có các nghiệm đơn à, chỉ có nghiệm đơn Thực ra là nghiệm độc lập tức là nghiệm đơn đấy chỉ có nghiệm đơn nghỉ à, à, chỉ có cái điểm đơn thôi F1 các F2 F3 F4 đó, đó. Đấy, à, nói tóm lại là như vậy à, à xin lỗi P1 P2 P3 nó khác nhau à, thì cái thằng F2 này bằng không F2 nó đâu F2 nó chính là gì là cái mẫu này, ở à, mẫu này đó f2 là chính là mẫu của cái thằng fp này lưu ý nhá mẫu thằng fp chưa đó thế thì trong trường hợp này người ta giả thiết là cái thằng uh, f2p là bằng 0 nó có các nghiệm đơn đơn là p1 khác p2 chấm chấm khác pn đó lúc này ấy, thì cái hàm ảnh fp này sẽ có dạng người ta phân tích này là gì à, uh, a1 trên uh, P chỉ P1 cộng với A2 trên P chỉ P2 cộng chấm 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 AN trên P chỉ PN. Thế bây giờ nhiệm vụ ta cần tìm A A1, A2 và AN thì ta làm thế nào? Rất là đơn giản thôi. Đó. Đây. Trong đó thì đây AK đây chính là cái mà ta cần tìm. Đó. AK thì nó sẽ bằng gì? F1 tại PK chia F2 phẩy tại PK. Đó. Chúng ta thay cái thằng gì ví dụ một chúng ta cần tìm gì a 1 ví dụ thằng a 1 a 1 này thì chúng ta sẽ thay vào cái cái p 1 cái nghiệm này vào cái thằng f 1 này thằng f 1 p 1 đó chia cho gì à f 2 phẩy tại p 1 đó chúng ta tìm được thằng này Đấy nhỉ đó tương tự này a 2 thì bằng gì F1 tại P2 chia cho F2 phẩy tại P2. Đó. nó thay lần lượt vào thôi. À, trước tiên thì chúng ta phải tính đạo hàm. F2 phẩy là đạo hàm nhé. Đạo hàm của cái thằng F2. Đó. F2 phẩy là đạo hàm. Chúng ta phải tính đạo hàm bằng này ra. Được chưa nhỉ? Sau khi tìm A1, A2 rồi thì chúng ta có đây là bằng tổng các gì? Tổng các à, hàm ảnh là đơn đơn giản đúng không? Thì cái thằng này chúng ta áp dụng à, bảng ảnh gì? Bảng ảnh gốc. Đấy, ta sẽ tìm được ngay. Đây. gốc à, ảnh gốc đây. Thì cái thằng đầu tiên này chính là bằng a1 nhân em mũ p1t thôi. Thằng này chính là a2 nhân e mũ p2t và thằng này chính là an nhân với p1nt. Và đương nhiên tất cả phải nhân hàm 1t rồi. Đó, hàm 1t có thể viết hoặc bỏ cũng được. Ở tóm lại là như vậy. Đó. Đó. Viết đầy đủ thì nó phải có hàm 1t đúng Thì đấy trong trường hợp mà có cái nghiệm đơn thì rất là đơn giản như vậy. Đấy. Ok, đây, nghiệm đơn trường hợp 1. Nà có nghiệm đơn chấm 2 à đây ta có ví dụ đây xét được ví dụ nha đó ví dụ và ví dụ cho dễ ví dụ này IP thì bằng 3P trên P bình trừ 5P cộng 6 à, 3P nên ta tìm cái nghiệm này tìm nghiệm của F2P bằng 0 cho F2P bằng 0 thì giải phương trình ra thì P được P1 bằng 3 P2 bằng gì 2 chờ sau đó là tính đạo hàm thôi đạo hàm mà và thay vào Đấy. dạng này thì chúng ta sẽ chia ở bảng hình gốc thôi đúng ra thằng này sau khi mà biến đổi thì ta sẽ được bằng gì bằng a a1 nhân với p cộng với 3 cộng với a2 nhân với p cộng 2 đó thì sau khi đó ta tra bảng gốc ta được thằng này Tuy nhiên ta vẫn tìm a1 a2 đây à, a1 a2 tìm như nào đây Đấy. À, thứ nhất là ta tính F1 tại 3 là bằng 9 này, F1 tại 2. Tức là đây là tại P mấy? P1 đây. Đây là tại P2 đây, đúng không? Thì bằng 6 này. Và F2 phẩy tính đạo hàm đã này, F2 phẩy này. Đó. Thì bằng 2P chữ 5. Sau đó tính F2 phẩy tại 3 này bằng 1 này. F2 phẩy tại gì? Tại 2 thì bằng chữ 1. Và ta thay vào công thức vào để ta tính được là A1 thì bằng 9, còn A2 thì bằng gì? Chữ 6 và cuối cùng thì ta được cái hàm gì hàm gốc như này đấy nhỉ hàm gốc như vậy ok thì ta tìm được hàm gốc thì mục đích của chúng ta của heavy side là tìm cái thằng này Đó, tóm lại là phân tích thằng này ra nó thành cái tổng các hàm đơn giản Đó, hay nói cụ thể nó chính là tìm các hệ số trên này nó như thế nào được chưa Đó, ok thì đấy là trong cái trường hợp một là như vậy trường phần a sang cái trường hợp 2. Trường hợp 2 đó là f2p bằng 0 có nghiệm bội. Nghiệm bộ. Thì uh, giả thiết là cái hàm f2p ấy, bằng 0 ngoài ca nghiệm đơn. Đấy. có trường hợp là chúng ta có cái, cái phần f2 nó khá là phức tạp. Ngoài ca nghiệm đơn ra thì còn có uh, nghiệm pn, còn có nghiệm pn với bội r, bội n, r. r nó là bội đó, nghiệm nghiệm bội. thế nào nghiệm bội đó. không? nghiệm bội này ví dụ như chúng ta thấy là giả sử như là p trừ đi 3 hay cộng 3 cũng được, cộng 3 mũ mũ 2 và bằng 0. Thì ta p bằng trừ gì? Trừ 3. Thì đây là nghiệm bội 2. Bội 2. Bội 2 tức là mũ là mũ 2 này, chúng ta sẽ có hai nghiệm bằng trừ 3, chính xác là có hai nghiệm bằng 3. Còn nếu giả sử như p cộng với 3 mà mũ 4 bằng 0 thì tức là chúng ta sẽ có nghiệm p bằng gì? Trừ 3 thì đây nghiệm bội 4. bội 4 đó. Hoặc là mũ 3 thì là bằng bội 3. Đấy, mũ 3. Chúng ta lưu ý đây bội, đây bội bội R. R ở đây chính là cái ví dụ đây trong trường hợp này là R thì R bằng 2, R bằng bằng 4. Đấy, chúng ta lưu ý vậy, định nghiệm bội, được chưa nhỉ? Và lúc này cái hàm f(x) phân tích thành tổng như sau. Đấy, đây, FP đây. Thì chúng ta thấy đây là gì? Đây là a1 trên p trừ đi P đây là P P1 đấy nhỉ đây P1 được chưa đó đây là P1 nha đó, hai cái chữ thì tí nó rất là có nhìn này dp P1 đó, A1 trên P chữ P1 cộng với chấm 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 AK trên P chữ PK thì đây chúng ta đây chỗ này là gì à chỗ này là chúng ta là ca nghiệm đơn đây ca nghiệm đơn, đấy, K nghiệm đơn. bắt đầu từ đây là chúng ta có nghiệm bội đây PN nhé đây PN chứ không phải là một đâu nhá đây PN đấy. đây EA EL1 đấy AL2 chứng chấm ALR đấy chứ nhỉ chúng ta sẽ cứ bậc của nó sẽ tăng dần đây đấy AL1 trên P trừ đi à PN đấy mũ 1 dòng A 2 thì P chữ PL mũ 2 cứ bậc cứ tăng dần cho đến gì đến R, à, R. đó chúng ta lưu ý như vậy đấy chưa nhỉ thì đây là cái biểu thức mà tách liên quan đến nghiệm bội PL chưa? Rồi. Thì với cái cái này thì chúng ta nhiệm vụ ta cần tìm A1 đến AK và AL1 cho đến ALR chưa nhỉ? Đó, ta tìm thế nào? Thì trong cái nội dung của Heavy Side sẽ giới thiệu chúng ta cách tìm. Đương nhiên từ A1 đến AK thì chúng ta biết cách tính ở trường hợp 1 rồi, trường hợp A rồi, đúng chưa? Đấy, trường hợp A này. Thì chúng ta cái 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 AK trên P trừ DPK này từ cái thằng này là chúng ta đã đây chính là cái thằng AK này đúng không? Ta tìm ở gì? ở cái phần A rồi à, cách làm tương tự. Thế còn từ A1, AL1, AL2, ALR thì ta tính thế nào? À, còn AL1 này, AL chúng chấm đến ALR là các hàng số kiểu nguyện bội này được xác định theo biểu thức sau. Chúng ta bắt đầu, chúng ta tính từ cái thằng cao nhất trước, tức là cái hệ số của thằng bậc cao nhất trước, tức là a n r trước. Đó. A n r thì chúng ta là đây chúng ta sẽ gì? Thằng bậc cao nhất thì là 1 trên 0 dây thừa, bắt đầu xuất phát từ 0 giai thừa. Đấy. Lim của thằng này, lim của cái thằng à f p nhân với p trừ đi pl mũ r nói tóm lại khi mà người ta nhân cái thằng này thì phía dưới mẫu ấy, nó không còn p trừ đi p n mũi nữa nó triệt tiêu mất đó thì lúc này ta thay gì thay không có đây chúng ta không có liên quan đến đạo hàm cả đúng không thì thay luôn trực tiếp p bằng à, fp ở đây vào là xong đó. cái thằng thằng mà bỏ cái thằng thằng mũi r đi nói tóm lại lại nhìn cái tổng quát lại khá là khó đấy đúng không đó. đây là trường hợp thứ nhất bắt đầu chúng ta giảm cấp Thằng đầu tiên là đạo hàm cấp 0, đây là đạo hàm cấp 0 này. Thằng sau là đạo hàm cấp 1 của cái biểu thức này. Đó. À, cứ giảm với 1 thì đạo hàm cấp 1, đúng không? Giảm bậc ở đây từ bắt đầu lui về. Đấy. thì bắt đầu ta ra cái đạo hàm. Đấy, đạo hàm cấp 1. Đó. Ví dụ giả sử R tí nữa R nó bằng 3. Thì thằng này đạo hàm cấp 0 này. Đó. Tiếp tục đây, thằng này gì? À, cấp 2 này, nó tiếp tục đạo hàm cấp 1 này, tiếp tục giảm tiếp tiếp tiếp. Đấy tóm lại như vậy. Rồi. Ok. Đó. Thì chúng ta thấy là để đạo hàm cứ tăng dần lên, đạo hàm cấp nó cứ tăng dần lên. À, thằng này này. Mũ giảm dần thì đạo hàm nó sẽ tăng dần lên. Ok. Đây là chúng ta 1 trên 1 dây thừa. Đạo hàm cấp nào thì bằng gần giai đấy dây thừa, được chưa nhỉ? Và chúng ta làm tương tự. Ok. Rồi. Đây. Tiếp tục đến gì? AN của R 2, tức là lại tiếp tục đấy cái thằng giảm cấp xuống ấy, đúng không thì 192 dây thừa Thế đạo hàm cấp 2 của biểu thức này à, tay gì thì lim đấy lim đạo hàm cấp 2 xong thay vào hai cái P bằng PL vào thì ta tính được đó rồi tương tự cho đến khi gì A à, L1 tl 1 đến đạo hàm cấp gì R 1 đó chúng ta lúc đấy trừ 1 đi mà đúng không à, chứ thằng này chưa đó. một dây thừa này, đạo hàm cấp gì? R 1 theo P. À, sau đó thì thay gì? Thay P bằng PL vào cái biểu thức này. À, thì ta tìm được cái thằng này. Tao lại biểu thức nhìn khá là gì? Khá là khó nhớ, đúng không? Khá là khó nhớ lại. Ừ. Và sau khi đó tìm được rồi, thì chúng ta trải ảnh bảng ngay gốc và chúng ta sẽ tìm được kết quả của cái thằng một TFT đây. À. Đây, tra bảng gốc đây, chúng ta được như này. đó Ấn này cũng khá là phức tạp trong trường hợp mà nghiệm bội, nghiệm bội nó khó hơn, đấy, khó hơn. Nghiệm bội thì thấy nó rất là khó đấy, chứ không phải dễ đâu. Đấy. Ok, đây, đây cái phần nghiệm bội là như vậy. Ta có ví dụ đây. Ví dụ này. ví dụ thì nó chỉ là bội hai thôi, đơn giản vậy. Đấy. Thì trong trường hợp này có một nghiệm đơn là bằng không, một nghiệm hai, bội hai là à, bội hai, b bằng trừ bốn là bội hai. Đó, thì ta sẽ áp dụng này. Đấy nhờ cái dạng này hàm gì hàm ut thì nó như này yeah. Đây này đúng ra người ta phân tích này thì gì a a đây chia cho p rồi cộng với a 1 chia cho p cộng với 4 rồi cộng với a 2 chia cho p cộng với 4 mũ 2 chúng ta sẽ hiểu hơn đó tra bảng ý gốc này thì thằng này nó chính là đây Đấy, còn tra bảng góc thì đây nó là thằng này Đấy. đây thì nó trở thành đường đây đó, đương nhiên nhân, nhân tất cả nhân hàm một t rồi. Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì bây giờ nhiệm vụ ta cần tìm a thôi. A thì dễ rồi, đúng không? À, a1 a2 nó mới có một chút thôi. Đó. A đây thì bằng gì? F1 tại 0 chia cho F2 phẩy tại 0. F2 đạo hàm thôi. Đó, à, đạo hàm thì nó ra này. Đúng không? Đạo hàm cái này thì bằng cái gì? Thì ta gì? P. P cộng với 4 bình phương phải này đó nên ta phải trước nhân sau một lần ta nhân tung ra là ta phải hai là đạo hàm theo đạo hàm tích u phải nhân v đấy à, u nhân v phải đấy thì bằng u phải nhân v cộng v phải nhân với u thì đạo hàm u phải tức là p phải theo p thì bằng một bằng một vậy ta có p cộng với bốn bình phương cộng với phải đằng sau nhân trước đằng trước nhân trước này đó phải đằng sau thì đạo hàm thằng này thì đây đưa xuống thì nhân với hai này nhân với mũ hạ một rồi p cộng này nhân với p cộng 4 phải p cộng 4 phải thì bằng mấy bằng một rồi vậy thì nó chính thằng này đúng không đây chính là 2 p nhân p cộng 4 rồi chúng ta giới hạn mà tính lim tiến tới thì không tức là ta thay luôn trực tiếp không vào đây hay không ở đây hay không ở đây thì ta được gì gì trừ một phần phần tám lại là rất là dễ thôi Ủa, có đâu Đó. bây giờ ta tiếp tục là ta tìm thằng nào thằng a 2 trước tìm hai trước bậc cao nhất này chúng ta đấy để... à đạo hàm cấp 0. đấy cấp không thì chúng ta thấy nhân luôn đây là chính là cái thằng fp của chúng ta đây fp up đấy up thì chúng ta nhân ip p cộng với p cộng với bốn uh, bình phương thì sẽ mất thằng này luôn đó mất thằng này đấy nhìn đây đấy, nhân này mất luôn thằng này thằng này mất luôn nó chỉ còn gì p à đây đúng ra là mình phải tính cái thằng này trước này đó tìm cái thằng a 2 trước nó dễ hơn đây chúng ta gì đảo hàm trước được để đảo hàm cấp một a 2 là đạo hàm cấp không này a 1 sẽ đạo hàm cấp một lưu ý như vậy nha đó thì đây đã hàm trước được đúng ra mình phải từ dồn từ gì từ cái thằng a2 trước a2 trước sau đó thì đến a1 bởi vì nếu giả sử nó là bậc 3 thì chúng ta phải gì thằng này mũ 3 chúng ta phải dồn từ thằng này xuống thì chúng ta tính như thằng a3 rồi tính thằng a2 rồi mới tính thằng a1 thì nó mới dễ bởi vì bản thân đằng sau nó tính đạo hàm của cái thằng trước thôi đó nó dễ hơn nhưng trong trường hợp này thì nó khá là dễ vì nó chỉ có hai thằng thôi đó ok chúng ta sẽ tính là gì ở à đây à, liên quan đến uh, 2 trên p bình 2 p bình chưa yeah. 2 p bình chúng ta đạo hàm thằng này dễ rồi đúng không nhỉ đạo hàm thì uh, p trừ 2 trên p Đấy. chúng ta có cách đạo hàm nhanh hoặc ta chia ra cũng được chia đầy p trên p thì bằng 1 này trừ đi 2 trên p này đó thì đạo hàm cái thằng này Đây, phải này phẩy phải. này phẩy thì 1 phẩy này bằng 0 này đạo hàm thằng này nè 1 trên 1 trên p thì sẽ bằng ấy phẩy thì bằng trừ 1 trên p bình đó. đó nhân với 2 thì nó sẽ bằng 2 trên P bình. Và thay P bằng 4 vào đây thì ta được 1 phần 8. Và giống lại như vậy. Đó. Thế còn trong trường hợp A2 thì không có đạo hàm. Thay trực tiếp vào. Đó. Thay trực tiếp vào. Thì bằng 3 phần 2. Nói giống lại là ta tìm được các gì? Các hệ số rồi. Và thay ở trên này là xong. Đó. Vậy ta có luôn. Thay ở trên là chúng ta sẽ tính được. Ok. Nói lại cũng khá là phức tạp, phức tạp đúng không? Nếu chúng ta làm mà không quen thì cũng phức tạp lắm nếu như bậc mà càng cao thì càng khó, càng khó đảo hàm càng mất thời gian, à, nói tóm lại như vậy. OK, à, Thế đấy là trường hợp thứ gì? Thứ hai là phần B khi có nghiệm bội. Tiếp tục sang trường hợp thứ ba là phần C là có nghiệm phức liên hợp, à, f2p bằng không có cặp nghiệm phức liên hợp. À, à, khi mà cái thằng à, f2p bằng không có cặp nghiệm phức là P12 là bằng alpha cộng trừ J omega. Thì lúc này cái dạng hàm gốc trong trường hợp là đối với cái thằng này này, này này thì nó chính là 1T nhân với 2 nhân mô đây mô đun này, mô của A chấm, A chấm này là một số phức đó, A, A chấm nhân với E, mũ alpha T cốt của omega T cộng beta thì thế này cái thằng A chấm xác định nào ở đây chúng ta thấy alpha này và omega là chúng ta nằm ở đây này đấy đây, đó, trong trường hợp này ta đang dùng cái thằng P1 P1 bằng alpha cộng với Z omega Bởi vì omega tăng lấy dương này Đúng không? Alpha đây Alpha thì đương nhiên nó cùng nhau rồi Thế omega thì nó cộng trừ Thì chúng ta đang lấy cộng cộng omega Thì ta đang lấy cái thằng P1 này Đó P1 Thế nhỉ? Đang dùng P1 để áp dụng cái tính công thức này Rồi Thế lúc này thì chúng ta sẽ thấy này à, Trong đó này Thì chúng ta cái thằng A chấm này A chấm này Nha thì chúng ta biến đổi à, bằng tức là đây chuyển về dạng mũ đúng không nhỉ hay nói khác là thực chất là ta tính như thằng a chấm này tính thằng này trước này đó đúng không sau đó tính lên là một số phức đây chắc chắn là một số phức thì chúng ta sẽ bằng gì đun đương nhiên là đun của a chấm rồi à, góc thì chúng ta biết là góc góc beta đó. chuyển về dạng mũ bấm máy đó. thì đây là dạng a chấm góc đun của a chấm góc beta beta là argument của nó đó thì trong trường hợp này a chấm này cái số phức A chấm này bằng F1 P1 chia cho F2 tại P1 nó gần giống tức là giống giống với cái cái dạng của nghiệm đơn đấy đúng không thay vào thôi nhưng thằng này nó là số phức là số phức chứ nó không phải số thực còn nghiệm đơn thì nó là số thực như, ý như vậy nhỉ nghiệm đơn thì nó là số thực đó thế thì ta xác định cái thằng A chấm là như vậy để chưa nhỉ Thế A chấm thì người ta mua đây là mô đun là mô đun của số phức A thôi beta là argument của số phức A chấm được chưa nhỉ rồi Thế trong trường hợp này nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái thằng P2, P2 này. Đó. P2 mà bằng alpha trừ z omega. Thì chỗ này thì cái chỗ này này thì chúng ta dạng của nó sẽ là FT này. Sẽ bằng cũng vẫn thế thôi, 1T nhân với nhân với 2 mô của lúc này A cũng là A chấm này. Nhưng mà cốt của gì? Cốt của trừ omega T cộng với beta. Đó, Thế thì lúc này A chấm lúc này nó là gì? A chấm này. Lúc này sẽ bằng gì? F1 P2 chia cho F2 phẩy P2. Đó. Ta lưu ý vậy nha. Lúc này nó bằng này. Tức là muốn sử dụng cái thằng P2 thì chỗ này sẽ liên quan P2. Đó. Thì chỗ này là trừ omega. Trừ omega. Nói tóm lại thì người ta sẽ dùng cái thằng P1 tức là gì? Cái thằng phần thực là gì? Phần thực dương. À xin lỗi phần ảo. Phần ảo dương. Đây phần thực gì đây? Phần thực nó giống nhau rồi phần nào dương, Đó, phần nào là phải dương, phần thực thì hoàn toàn là giống nhau, hai nghiệm này nghiệm phức liên hợp thì có phần thực giống nhau, phần nào thì à, đảo dấu, chưa nhỉ? Rồi, cái phần c thì có vẻ dễ hơn đúng không? Nghe thì có vẻ dễ hơn, nhưng mà việc thực hiện này, bấm máy này chỗ này nó là vấn đề chưa nhỉ? Ok, đây là chúng ta có cái trường hợp c là như vậy. Chúng ta đi xét cái ví dụ này, tìm hàm gốc của cái dòng điện ip, à, chắc chắn trong trường hợp này nó có gì? có cặp huyền phương liên hợp rồi đó đây chúng ta giải cái phương trình này ra tìm nghiệm cái thằng F2P bằng 0 Đấy. Cái giải phương trình này ra thì ta được là P12 bấm máy ta được P12 bằng chữ 3 cộng chữ G5 đó cộng chữ G5 và thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng thôi à, hàm dạng hàm gốc, hàm gốc đây à, gốc và ta sẽ tìm này ở đây chúng ta đang sử dụng cái thằng P mấy P1 P1 đấy là trừ đây 5 này đúng không phải sử dụng P1 bằng trừ 3 cộng với gì 5 đó coi nhìn đến là p1 đi để chưa nhỉ và lúc này à, ta sẽ tìm f1 tại p1 đấy, à, bằng và f2 phẩy f2 phẩy thì đạo hàm trước đúng không 2p cộng với 6 đạo hàm cái này chỉ cái ảnh đạo hàm rồi cũng đưa thằng này xuống cộng 6 rồi thay cái thằng p1 vào đây thì ta được là à, c10 và lúc này ta tính là gì tính thằng phức a chấm đây a chấm này A chấm đây bằng trừ 10 cộng với C10 chia cho C10 và bấm máy thì ta được là bằng Cắn à, căn 2 góc thực ra bấm máy chúng ta chỉ có có dạng là căn 2 góc thôi nhá căn 2 góc 45 đây dạng như này chứ nó máy tính nó không 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 cho được dạng E này đâu ạ Đây là cách viết thôi cách viết thôi được chưa bấm máy vậy thì à, nếu để độ thì nó sẽ là 45 độ còn nếu để đa, đa, đa thì nó là pi 94 đấy nhỉ và đây chúng ta beta đây chính là bằng beta còn cái thằng này chính là gì? Chính là module của nó, chính là bằng gì? Module của A chấm. Đó. Ok, vậy thay vào đây là xong. À, thay vào đây thì ta được là IT bằng 1T nhân với 2 căn 2, E mỗi trừ 3T nhân cốt 5T cộng với 45 độ. Đó. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái thằng thay P2 vào thì chỗ này chúng ta phải chỗ này phải có trừ 5, lưu ý như vậy, trừ 5 để chứng nhỉ? Ok, thì cái đấy là cái mà chúng ta chú ý, được chưa? Rồi. Đấy, cái ví dụ chúng ta sẽ minh họa như vậy là cái trường hợp số 3 tức là IC đó, trường hợp nó có cặp nghiệm phức liên hợp. Rồi. Chúng ta sang cái chú ý. Ở đây chúng ta có cái chú ý là à, cách tìm hàm gốc của hàm ảnh có chứa hàm mũ e mũ trừ tô thì cái này chúng ta sử dụng cái gì sử dụng cái hàm dịch gốc chúng ta lưu ý như vậy nha cái định lý hàm dịch gốc đúng không thì đầu tiên ấy, người ta tìm thì hàm gốc của phần hàm ảnh không có chứa hàm mũ. Đấy. Nói tóm lại là là chúng ta đầu tiên thì ta bỏ cái thằng mũ này ra, đúng không? Đấy. Ví dụ như là một cái hàm fp, hàm fp là tí chúng ta sẽ có ví dụ sau, đúng không? Đấy. Thế bằng cách là sau đó thì chúng ta dịch gốc này, sử, sử dụng định lý hàm dịch gốc đó, thì người ta thay t bằng t trừ tô trong cái biểu thức hàm 1 t nhân với hàm ft Đấy. của hàm gốc mới tìm được là ok. Xin nhỉ đây ví dụ đây giả sử như cái hàm này Vừa rồi chúng ta đã tìm được rồi đúng không Cái hàm này ta vừa mới ví dụ tìm rồi Đó, Ví dụ cái phần trước chứ nhỉ? Thì ta tìm được cái hàm gốc này Ta tìm ở cái, cái ví dụ uh, liên quan đến cái nghiệm đơn đấy Đúng không cái, cái trường hợp A đó chứ nhỉ? Thì ta tìm được này rồi Đúng không nhỉ? I1T đây Ta phải tìm thẳng I1T bằng 9 nhân E mũ 3T trừ đi 6 E mũ 2T đây Nhân hàm 1T Sau đó thì từ cái hàm này Cái hàm này thì ta dịch đi thôi. Thằng này, từ thằng này chuyển sang thì ta sẽ dịch gốc như sau. Đấy. Thì ra cái thằng y này, thằng này sẽ có thằng yt đúng không? yt. Trên chúng ta sẽ bằng đây. Cứ chỗ nào có t ở đây. Thì thay bằng t chữ đi 10, t chữ 10, đây chỗ này. Đó. Đây, thì có 3t thì chỗ này thay bằng t chữ 10. Chỗ này có 2t thì thay chỗ t là một t chữ 10. Còn chỗ này có t thì thay bằng t 10. Rồi nó tóm lại là cái hàm IT như vậy. Đó, khi mà có hàm gì gốc thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái cái định lý hàm gì gốc để chúng ta chuyển sang. Đó, đây, tức là cái chứa hàm gì? e mũ trừ t p. ta lưu ý là cái thằng e mũ trừ t p này à nhiều khi ấy, à, nhiều khi này là nhiều nhiều nhiều, nhiều 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 bạn lại cho cái thằng e mũ trừ top p lên đây. e trừ p lên đây. Bởi vì chúng ta có dạng là y là sẽ fp fp là bằng f1 p chia cho f2p để phân tích heavy side đúng không? Thì chúng ta cho cả thằng này coi như thằng này là f1 để phân tích heavy side là sai, chúng ta lưu ý vậy. Nhớ heavy side chỉ nó phân tích liên quan đến hàm gì? Hàm ở đây là hàm hàm đa thức à xin lỗi hàm phân thức đối với p p mà không chứa gì? Không chứa cái hàm mũ này. Đó, không chứa hàm mũ này nha là cái chính là cái thằng này thôi phân tích thằng này thôi đó chứ không sử dụng cho cái thằng e mũ trừ 10p mà nếu ta dùng liên quan e mũ trừ 10p coi như lúc này mà chúng ta coi f1p f1p mà bằng 3p nhân với e mũ trừ 10p là chúng ta thay sai sẽ bị sai được chưa vì thằng này nó chính là liên quan phần chậm trễ chậm trễ đó phần chậm trễ của chúng ta đấy. mà chúng ta gắn vào đấy là thì sẽ bị sai để bắt buộc này chúng phải tách ra đấy, ok chúng ta chú ý chỗ này thôi chưa nhỉ